Chợ Bất Động Sản, kết nối sức mạnh, chia sẻ thành công. Chào mừng quý vị đến với chuyên đề xây dựng và bất động sản trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, hiện cả thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đang dõi theo thông tin mới nhất của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Bởi mới đây, chính phủ đã cho phép thành phố Hồ Chí Minh chuyển đổi 26.000 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong giai đoạn 2016 đến năm 2020. Trong đó, dự kiến nhiều quận, huyện sẽ phân bổ lại quỹ đất theo hướng tăng thêm diện tích đất phi nông nghiệp. Cụ thể, sẽ lấy đất nông nghiệp bổ sung vào quỹ đất công nghiệp, dịch vụ và đô thị. Đây là tin vui cho các doanh nghiệp bất động sản bởi quỹ đất trung tâm thành phố giờ đã cạn kiệt. Cụ thể, câu chuyện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất này như thế nào? Cơ chế mới này sẽ tác động ra sao lên thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới? Những lưu ý đối với các nhà đầu tư khi quỹ đất sử dụng điều chỉnh sẽ là nội dung chính của chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này trên VITV. Sau đây là những thông tin đầu tiên, mời quý vị theo dõi. Theo phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020, trong nghị quyết 80 của chính phủ, thì từ nay cho đến năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh sẽ được chuyển đổi 16.000 ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp, nâng tổng diện tích đất phi nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 tăng lên 118.890 ha, đồng thời làm thay đổi luôn cơ cấu sử dụng đất của thành phố Hồ Chí Minh trong 3 năm tới. Khi diện tích sử dụng đất nghiêng hẳn về đất công nghiệp với 56,9%, đất nông nghiệp chỉ còn chiếm 42,1% và số ít còn lại là đất chưa sử dụng. Cho nên cần phải quy hoạch lại cái dân cư ở ngoại thành và ở các cái vùng ven, trên cái cơ sở đã hình thành một cái số khu dân cư mới sống tập trung hơn, được quy hoạch nó đầy đủ, bài bản, toàn diện hơn, không chỉ có nhà ở mà hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội nói chung nó phải đi kèm vô, thì cái chất lượng người sống, người dân sống như cái gì cái đại hội mình nó mới đáp ứng được cái thực tiễn. Theo phân bổ của Trung ương thì năm 2018, thành phố Hồ Chí Minh sẽ chuyển đổi 11.743 ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Năm 2019 chuyển đổi thêm 2.771 ha và năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm 2.076 ha đất phi nông nghiệp nữa. Đại diện lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến thành phố sẽ phân bổ quỹ đất chuyển đổi này cho 12 quận, huyện trong đó tập trung ở các khu vực vùng ven, nhiều nhất là huyện Bình Chánh với gần 7.000 ha, tiếp theo là huyện Củ Chi, Nhà Bè. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị để đẩy nhanh tốc độ thực hiện thì công tác bồi thường cần được xem xét lại. Có nên chăng là những vấn đề ở đất nông nghiệp thì chúng ta khi chúng ta quy hoạch đất nông nghiệp thì chúng ta quy hoạch để thực hiện các dự án phát triển thương mại dịch vụ, nhưng mà khi chúng ta đền cho người dân bồi thường thì vẫn bồi thường theo đất nông nghiệp thì rất khó. Có nên chăng là chúng ta phải cho họ được chuyển đổi đích thành đất theo công năng mới trong tương lai, và cái kiểm soát của nhà nước là gì? Là kiểm soát về xây dựng. Hiện các cấp chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đang chạy đua để hoàn thành bản quy hoạch, kế hoạch điều chỉnh sử dụng đất cụ thể cho từng địa phương nhằm nhanh chóng đưa nghị quyết 80 vào thực hiện. Bên cạnh đó, rà soát lại các quỹ đất đã giao, cụ thể Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố phối hợp với các quận, huyện rà soát lại tất cả hơn 1.400 dự án đã giao đất trên địa bàn. Theo đó chia làm 4 nhóm dự án. Thứ nhất là dự án đã giao đất cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng doanh nghiệp không triển khai. Thứ hai là dự án đã ủy quyền cho quận, huyện thu hồi mà chậm thực hiện. Nhóm thứ ba là dự án đã đăng ký sử dụng đất trong kế hoạch mà 3 năm vẫn chưa triển khai. Thứ tư là nhóm đất công. Tất cả những khu mà được giao mà không đúng chức năng thì mình thu hồi để đề xuất cái phương án sử dụng cho đúng quy hoạch kế hoạch. Thì cái này có cái câu chuyện là dựa vào cái trung tâm cái nhà ở xây dựng, thì cái này hướng Sở Tài nguyên Môi trường báo cáo đề xuất thành phố thu hồi giao cho đơn vị này, và báo cáo là có những cái khu ấy thì mình phải đấu giá để thu ngân sách. Khối thành phố chúng ta thu hồi là 197 địa chỉ với tổng diện tích là 680.000 mét vuông. Thì báo cáo các đồng chí qua kết quả thu hồi này thì như vậy chúng ta xử đúng là sử dụng như thế, thì chúng ta cũng có dùng một số cái địa chỉ nhà đất mà nó phù hợp với quy hoạch để là coi như bán đấu giá và là để đầu tư cơ sở hạ tầng hoặc là trình cấp có thẩm quyền để thực hiện với các cái dự án hình thức BT. Ngoài ra thì cũng báo cáo các đồng chí trong hội đồng gì trong quá trình thực hiện như thế thì cũng đã thu hồi mà bốn cái phần trong 320 mặt bằng này đó, thì như vậy cũng đã sử dụng 494 mặt bằng với tổng diện tích là 389.804 m2 để phục vụ cho cái việc mà xây dựng các cái trường học, các bệnh viện.
Như vậy, xét về tổng thể thì từ nay cho đến năm 2020, cơ cấu sử dụng quỹ đất của thành phố Hồ Chí Minh sẽ thay đổi. Trong đó, diện tích đất sản xuất nông nghiệp giảm xuống chỉ còn hơn 88.000 ha và ngược lại đất phi nông nghiệp tăng lên hơn 118.000 ha. Đồng thời, việc phân bổ sử dụng quỹ đất sẽ được quản lý chặt chẽ hơn để đảm bảo tài nguyên đất được sử dụng hiệu quả nhất, tránh lãng phí do sai phạm. Dự kiến việc chuyển đổi 26.000 ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp sẽ mang lại cho ngân sách thành phố khoảng 1,5 triệu tỷ đồng. Riêng thị trường bất động sản thì kỳ vọng lớn nhất là thị trường sẽ có thêm quỹ đất sạch để xây dựng. Cụ thể như thế nào, mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo. Theo các chuyên gia, việc thay đổi quỹ đất sẽ tác động trực tiếp và gián tiếp lên thị trường bất động sản. Cụ thể, trực tiếp thị trường nhà đất sẽ có thêm quỹ đất để xây dựng. Riêng việc thành phố phân bổ thêm quỹ đất để đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội như khu công nghiệp, khu thương mại dịch vụ, hạ tầng giao thông thì đây là tác động gián tiếp đưa thị trường bất động sản phát triển. Cho nên là hiệp hội chúng tôi kỳ vọng rằng cái việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch thì chúng tôi đề nghị thành phố là sớm công bố quy hoạch này cũng như là sớm công bố cái kế hoạch sử dụng đất theo quy hoạch để các cái doanh nghiệp bất động sản phát triển các cái dự án phù hợp với cái quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, và đặc biệt trong đó là cái quy hoạch và kế hoạch về phát triển giao thông. Với quỹ đất xây dựng tăng thêm đến từ đất nông nghiệp chuyển đổi và đất thu hồi từ các dự án sai phạm sẽ cung cấp một lượng đất sạch xây dựng cho các doanh nghiệp bất động sản, bổ sung thêm cho nguồn cung nhà ở. Các chuyên gia kỳ vọng cơn khát đất sạch của thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh sẽ phần nào được giải nhiệt, đặc biệt là quỹ đất dành cho phân khúc căn hộ trung cấp và bình dân. Tôi chỉ cần cái quỹ đất sạch, cái công tác còn lại rất là nhẹ nhàng. Người ta chỉ chuyên tâm đi phát triển dự án, thiết kế, chọn lọc, làm sao các thứ để cho giá thành nó tốt, nó phù hợp, người ta ở nó thoải mái hơn. Song song đó, việc thành phố được phân bổ thêm gần 6.000 hectare quỹ đất cho khu công nghiệp và thương mại, dịch vụ, cộng thêm sự đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng kết nối liên vùng như cao tốc Mỹ Phước Liên Vạn, cao tốc Bến Lức Long Thành, tuyến metro Bến Thành Suối Tiên, vân vân, thì theo sau sẽ là những dự án đô thị mới. Cái cơ sở hạ tầng nó giúp rất là nhiều cho các nhà đầu tư, cho dù là nhà đầu tư cá nhân hay nhà đầu tư có tổ chức, trong việc tiếp cận với các cái thị trường bất động sản. Ở đây thì chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh với các nhà đầu tư cá nhân, thì chúng ta thấy rằng là cái việc cải tạo đường xá, cầu cống, hay là chúng ta đưa vào vận hành những cái tuyến metro, những cái đường xe buýt, sông vân vân, cái đấy giúp cho các cái nhà đầu tư có thể xác định được rằng khu vực nào họ nên mua, nên đầu tư vào các cái dự án bất động sản để mua để ở hoặc là mua để đầu tư. Và Việt Nam là nước đứng thứ hai trong khu vực mà có cái mức đầu tư vào cơ sở hạ tầng rất là cao, chiếm tới 5,7% tổng GDP trong năm 2017. Thị trường bất động sản sẽ được lợi rất nhiều từ việc cải thiện các cái cơ sở hạ tầng, khi mà họ có một cái nguồn lực tốt hơn phục vụ cho cái cơ sở hạ tầng mà ở nhiều khu vực đã là quá tải hay là nhiều khu vực chưa phát triển ở thành phố Hồ Chí Minh. Và theo đó thì cái thị trường bất động sản của thành phố Hồ Chí Minh sẽ không chỉ tập trung vào một vài địa điểm như hiện nay mà sẽ có những cái hướng phát triển mới, đặc biệt là nó gắn với vấn đề về quy hoạch. Như vậy, theo các chuyên gia, từ nay đến năm 2020, thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều thay đổi về nguồn cung, khi sẽ có một lượng quỹ đất được đưa ra khai thác trên thị trường và sự xuất hiện của những đô thị mới ở vùng ngoại thành. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý, trong lộ trình chuyển đổi này vẫn còn nhiều vấn đề mà cả doanh nghiệp cũng như cơ quan nhà nước cần lưu ý. Vâng, thông tin phóng sự vừa rồi có thể nói là tin vui cho thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, cũng xin lưu ý, bởi theo các chuyên gia đó mới chỉ là kỳ vọng trên lý thuyết, còn thực tế ra sao thì phải chờ quy hoạch và kế hoạch điều chỉnh sử dụng đất của thành phố và các quận huyện. Trong đó, một số rủi ro nhà đầu tư cần lưu ý. Chi tiết mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện sau của chúng tôi với ông Hoàng Minh Chí, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị theo dõi. Xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Nếu doanh nghiệp tham gia đón đầu 26.000 hectare đất phi nông nghiệp này thì ông nghĩ sao ạ? Chưa có đủ cơ sở dữ liệu để mà tham gia, tại vì chưa biết là cái miếng đất, ví dụ như tôi có một miếng đất ở vị trí A, tôi không biết là nó sẽ nằm trong cái quy hoạch sắp tới nó là cái gì. Thì thí dụ như tôi mà là cái doanh nghiệp bất động sản để đầu tư vào cái vị trí A đó, mà sau này là rà soát lại nó nằm ở chỗ vị trí quy hoạch là khu công nghiệp thì tôi đâu có đầu tư được. Cho nên là bây giờ cái việc này là
các sở ngành thành phố phải triển khai nhanh cái việc này. Trước tiên thì nhà nước phải xác định lại cùng với các cái cơ quan chức năng của mình, xác định lại 26.000 hecta đất này tại hiện nay nằm ở trên địa bàn từng quận huyện, nó nằm ở vị trí nào, và từng quận huyện cũng phải xác định những cái vị trí đó là nó phù hợp với loại hình nào, công nghiệp, dịch vụ hay đô thị. Sau đó mình sẽ công khai cho người dân được biết, và lúc đó thì nhà nước sẽ tùy từng vị trí, tùy từng dự án sẽ giao cho các cái doanh nghiệp tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng. Sau đó một nếu nhà nước đứng ra tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng thì sau đó nhà nước mới đứng ra tổ chức bán đấu giá cho các cái doanh nghiệp kinh doanh công nghiệp, kinh doanh về dịch vụ hay là kinh doanh về bất động sản tham gia đấu giá. Nhà nước mới thu hồi lại cái tiền đấu giá sau khi đã tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng và đền bù cho người dân đang sở hữu những miếng đất đó. Hiện nay 26.000 hecta đất này chưa phải là đất của nhà nước quản lý, còn có những đất của sở hữu tư nhân, tức là của người dân. Nên trước mắt thì chúng ta phải tiến hành các cái thủ tục là tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng và thu hồi những cái khu vực đất này lại nhà nước quản lý, sau đó mới tổ chức bán đấu giá được. Và cái chuyện từ kế hoạch ra đến thực tế tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng không phải là đơn giản. Với 26.000 hecta này trong 2 năm rưỡi để tiến hành thực hiện thì tôi nghĩ là rất khó. Theo ông thì các doanh nghiệp bất động sản cần lưu ý điều gì lúc này? Đang chờ cái xác định của các sở ngành, là bây giờ thí dụ như là tôi nói thí dụ như ở Bình Chánh là có 7.000 hecta, thì bây giờ là phải Sở Tài nguyên Môi trường và Ủy ban Nhân dân Bình Chánh phải xác định 7.000 hecta đó, đất đó nó nằm ở những cái vị trí nào, và các cái vị trí đó phù hợp với loại hình đô thị nào, công nghiệp, dịch vụ hay là đô thị. Rồi từng cái miếng đất đó sẽ chia thành từng cái dự án, rồi triển khai đền bù giải phóng mặt bằng của từng cái dự án đó, sau đó rồi mới có thể tổ chức bán đấu giá để thực hiện. Cho nên là cái việc này là phải làm nhanh để xác định cái vị trí cái lô đất đó nó nằm ở cụ về vị trí nào thì mới tổ chức. Ví dụ như nó nằm ở cái khu để triển khai thành khu công nghiệp thì mình mới tổ chức đấu giá, mời các cái đơn vị mà kinh doanh về dịch vụ công cho khu công nghiệp vào, hoặc là nằm ở khu dịch vụ thì cũng mời các cái đơn vị làm về cái kinh doanh về dịch vụ vào để triển khai, hoặc là nếu ở khu đô thị thì cũng mời các cái công ty bất động sản vào để tổ chức đấu giá những cái lô đất đó. Họ sẽ mua giá như thế nào, rồi sau đó họ sẽ triển khai cái thực hiện cái quy hoạch ở cái khu đó cho nó phù hợp với cái vị trí và diện tích như cái lô đất được phê duyệt. Thì bây giờ chưa có cái bản đồ kế hoạch. Đúng, chưa có cái bản xác định. Thí dụ như tôi nói là hơn 3.000 hecta đó, bây giờ phải có cái bản đồ xác định là mỗi một cái ô đất đó là bao nhiêu hecta, nằm ở cái vị trí tương lai nó quy hoạch là cái gì, thì lúc đó các cái nhà đầu tư họ tìm hiểu họ mới có thể tham gia vào. Chứ bây giờ họ tham gia và họ chả biết là sẽ là như thế nào thì đâu có thể tham gia được. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình chuyên đề xây dựng bất động sản tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.